Cứ để 6 vật phẩm này trên bàn thờ thần tài, tiền bạc ùn ùn kéo đến, trúng số cực đậm, tiền tiêu 3 đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đối với nhiều hộ gia đình, công ty kinh doanh thì bàn thờ thần tài, ông địa được coi như quý nhân phù trợ, giúp việc làm ăn được thuận lợi và may mắn. Việc sắp xếp, bố trí bàn thờ và các vật phẩm phong thủy trên bàn thờ sao cho đúng vị trí và đúng phong thủy cũng giống như thể hiện lòng kính trọng đối với thần tài. Và từ đó, thần tài sẽ đem đến tài lộc và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng mẹo đặt một số đồ phong thủy lên trên bàn thờ để gia tăng tiền tài cho gia chủ. Vậy trên bàn thờ thần tài nên có thêm vật phẩm phong thủy nào để tăng tài lộc, may mắn, trấn sát và bảo vệ gia chủ khỏi các tà ma? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là cóc thiềm thừ đặt bên phải, đầu hướng vào bát hương. Tượng cóc thiềm thừ là hình tượng cóc ba chân có 7 nốt sần đặc biệt trên lưng, theo đúng dáng của chòm sao Đại Hùng, bắc đầu thất tinh, nằm hướng cực bắc. Đầu cóc có hình lượng nghi, miệng ngậm đồng tiền cổ, cạnh lưng có mang 2 sâu tiền, 3 chân cóc đạp lên 2 lớp tiền cổ, có ý nghĩa là đại diện cho tiền tài. Ngoài ra, cóc còn đại diện cho sự bảo vệ nhờ hình lượng nghi trên đầu, miệng ngậm đồng tiền cổ, cạnh lưng có 2 sâu tiền, 3 chân cóc đạp lên 2 lớp tiền cổ. Có thể sở hữu cóc thiềm thừ giúp cho gia đình bạn một lúc có cả tài lộc lẫn sự bảo vệ. Ngoài ra, nó còn giúp cho gia chủ ngăn chặn vận xấu liên quan tới thất thoát tiền bạc. Nếu bạn đặt tượng cóc ở trên bàn thờ thần tài, cóc ngậm tiền sẽ chiêu tài lộc, hỗ trợ ông thần tài đem của cải về cho gia chủ. Đặc biệt, cóc thiềm thừ còn có khả năng hóa sát tiểu nhân và xua đuổi những vận xấu khỏi cho gia chủ. Khi đặt tượng cóc, bạn cần chú ý nên đặt ở bên phải bàn thờ, phải đầu phải hướng vào bên trong bát hương. Long quy bên trái đầu hướng ra ngoài trấn sát. Trong phong thủy, ngoài thiềm thừ là linh vật mang ý nghĩa rất lớn về phát đạt tiền tài, thì long quy cũng là con vật mang ý nghĩa chiêu tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Theo truyền thuyết phong thủy, long quy là một con vật huyền thoại kết hợp hai đặc điểm của loài rồng và loài rùa. Cả hai loài này vốn nằm trong bộ tứ linh, long, lân, quy, phượng nên lại càng thêm linh thiêng. Nên đặt long quy trên bàn thờ thần tài để vượng tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, đặt long quy trên bàn thờ còn giúp trấn sát, xua đuổi hung tinh. Đây là con vật tiếp khí cho các cát tinh như bát bạch, cửu tử, nhất bạch. Trong phong thủy hiện nay, để có những phương vị tốt và nhiều tài lộc thì không thể bỏ qua linh vật long quy. Khi đặt long quy trên bàn thờ thần tài nên nhớ đặt bên trái bàn thờ và đầu phải hướng ra ngoài. Thứ ba, gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật phẩm cực kỳ may mắn, dùng để nạp tài, dẫn khí cho bát hương của ban thần tài, giúp cho công việc hanh thông, buôn bán thuận lợi cho cửa hàng, công ty. Gạo vàng được chế tạo từ các loại cát vàng, đá tự nhiên thuần khiết và đều vận dụng theo các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là vật phẩm có sức linh nghiệm đặc biệt mạnh mà nhà nhà nên có. Cốt thất bảo. Theo quan niệm xưa, mỗi bát hương đều nên có cốt thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Cốt thất bảo dùng trong bát hương bao gồm 7 bảo vật của dân gian. Thứ nhất là vàng, ngũ hành thuộc kim. Vàng là một trong những bảo vật đặc biệt của trời đất, không biến sắc, không nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho bình an và tài phú. Thứ hai là bạc, ngũ hành thuộc kim. Bạc là bảo vật của đất trời, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, có ý nghĩa là sức khỏe dồi dào, trường thọ
và an lạc. Thứ ba là hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc kết tinh hàng triệu năm, cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện mà thành. Hổ phách tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Thứ tư là ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc. Ngọc phỉ thúy là bảo vật hình thành trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực và sự quý phái, đem lại sự may mắn và bình an. Thứ năm là san hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa. San hô đỏ là một trong những bảo vật quý hiếm của đất trời với sự kết tinh của vũ trụ vô tạp nhất. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, mang lại sự thanh tịnh và thuần khiết. Thứ sáu, đá mã não, ngũ hành thuộc thổ. Đá mã não là biến thể của thạch anh với cấu trúc tinh thể mịn hơn nên có chất ngọc. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, sự tốt lành và hưng thịnh. Thứ bảy là ngọc trai, ngũ hành thuộc thủy. Ngọc trai là bảo vật được khai thác từ tự nhiên, có màu ngũ sắc, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý là vật phẩm chiêu tài. Nếu bạn treo mai hoa phú quý trên bàn thờ thần tài, vật phẩm sẽ giúp bạn kích vượng phú quý, công việc thuận lợi, được quý nhân phù trợ, mở ra thêm cơ hội đầu tư, nguồn tiền ra vào trong ví nảy nở và bảo vệ nguồn tiền cất lại. Ngoài ra, mai hoa phú quý còn giúp bình an, bảo vệ gia chủ, giải trừ tiểu nhân và tránh thị phi. Chất liệu chính để chế tạo nên pháp bảo mai hoa phú quý là 5 đồng tiền mai hoa làm bằng đồng đỏ và phủ lớp vàng 24K. Mai hoa có công dụng hóa sát và chiêu tài, giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi, hỗ trợ quan vận, kích vượng phú quý, may mắn và lộc tài. Bên dưới là dây kết, tượng trưng cho hỷ khánh, cát tường. Theo quan niệm Phật giáo, biểu tượng nút kết cát tường còn được gọi là nút thần, là một trong 8 bảo vật, vật phẩm, bát bảo mang lại điềm lành. Cuối cùng là phần tua chỉ ngũ sắc. Theo quan niệm của Phật giáo, tua chỉ ngũ sắc là tượng trưng cho 5 loại pháp môn bao gồm tín, tiến, niệm, định và tuệ. Theo như kinh điển của nhà Phật thì đây cũng là vật phẩm đại diện cho kim cương giới trong ngũ Phật, có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường và tạo phúc lạc cho mọi người. Tỏi. Thần tài, ông địa là một cặp hai ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất. Người ta không chỉ cúng hai ông vào ngày Tết mà cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên nghề buôn bán, kinh doanh thì người ta tin rằng chỉ khi nào lo cho các vị thần này chu đáo hàng ngày thì mới được các thần phù hộ, làm ăn, tiền vào như nước. Sáng sớm khi mở cửa hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương khẩn cầu thần tài phù hộ cho họ mua may, bán đắt, cúng cho ông điện một ly cà phê đen kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trong ấm, ngoài êm, sơn son thiếp vàng, phía trong khảm hoặc dán bài vị của thần tài. Bên cạnh đó, người ta thường đặt một đĩa tỏi có 5 củ tươi nguyên, đẹp đẽ hay nhiều khi là cả một bó tỏi. Họ cho rằng tỏi giúp cho ông điện có phương tiện để bài trừ các đạo trích vong binh. Người âm cũng có người tốt, kẻ xấu như những người dương mình. Ngoài ra, họ dùng bó tỏi để phòng chống các tà sư làm ác, phá hoại bàn thờ nhà người ta bằng bùa, ngải. Và chính tỏi là vật có tác dụng tránh được điều đó rất tốt. Vì người luyện bùa, ngải thường kiêng ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén và kiệu. Quý vị thân mến, bên cạnh việc đặt các vật phẩm lên bàn thờ để chiêu tài, chiêu lộc, hóa sát, kỵ tà, thì trong quá trình thờ cúng, bạn cũng nên lưu ý đến một số vấn đề liên quan đến phong thủy để tránh hao tài, tán lộc. Vậy đó là những lưu ý gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Tụ khí cho bàn thờ thần tài. Khi gia chủ đã hoàn tất công việc lập bàn thờ thần tài, trong 100 ngày đầu tiên bắt buộc phải thắp nhang liên tục để tụ khí cho bàn thờ. Bên cạnh đó, mỗi ngày cần phải thay nước mới và thắp một nén nhang. Vào những ngày lễ âm lịch như mùng 1 hoặc ngày rằm, nên thắp 5 nén nhang xếp theo hình chữ thập. Trong trường hợp gia chủ muốn cầu xin một điều gì đó, hãy thắp 3 nén nhang theo hàng ngang. Đến ngày 23 tháng chạp mới tiến hành rút chân nhang và hóa cùng tiền giấy. Sau khi hóa xong, nên đổ rượu vào đám tro. Không được chọn hoa quả giả cúng thần tài. Để tiện trong việc thắp hương, nhiều nhà chọn bài hoa và quả giả song song với hoa, quả thật trên bàn thờ. Lựa chọn hoa quả giả với mục đích có thể để được quanh năm.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, việc này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm thì càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không ăn được. Nên cúng thần tài bằng quả tươi, ngon. Khi đã thắp nhang và hoa quả xong, nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Tránh bài trí bàn thờ thần tài lộn xộn. Trên bàn thờ, các vật cúng không được để lung tung. Việc sắp xếp bàn thờ thần tài cần phải tuân thủ theo nguyên tắc, chứ không phải sắp xếp tùy tiện, xuề xòa quá mức. Trong đó, tượng thần tài để ở bên trái bàn thờ, bên phải là tượng ông địa, chính giữa đặt bát nhang. Bá hũ gạo, muối và nước sẽ được đặt chính giữa hai ông cùng với mâm hoa quả ở bên trái, bình bông ở bên phải. Tránh đèn thờ bị tắt hoặc sử dụng đèn nhấp nháy. Ngọn đèn thờ trên bàn thờ được ví xem như là một ngọn hải đăng dẫn lối cho các vị thần sáng trần. Vì vậy, trong quá trình thắp hương không được để đèn thờ bị tắt hoặc quên không thắp đèn thờ. Đặc biệt, bạn không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Không được cắm hương chồng chéo lên nhau. Mỗi bát hương đều có cốt là gói thất bảo nhằm giúp cho tài lộc không bị hao hụt. Bởi thế, nếu gia chủ cắm bát hương chồng chéo lên nhau hay chọc phải gói thất bảo sẽ khiến cho bộ bàn thờ không có linh khí. Gia chủ từ đó không thể giàu lên, công việc làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời không ngóc đầu dậy được. Không được thiếu bát tụ lộc. Bàn thờ thần tài nếu thiếu hũ gạo, muối, nước đã vô cùng tai hại. Càng tai hại hơn nếu thiếu cả bát tụ lộc. Bát bằng thủy tinh có đáy sâu, chứa nước và rắc hoa tươi. Bởi nếu không có bát tụ lộc thì tiền lộc đến với gia đình sẽ nhanh chóng tiêu tán hết. Bát hương thần tài không được dịch chuyển. Bát hương theo nhiều người nói cần đặt cố định. Có nhiều người nói là việc dịch chuyển hay đụng phải bát hương sẽ khiến cho bàn thờ bị động và ảnh hưởng tới tài lộc vốn có. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy thì việc đụng bàn thờ không phải nằm ở vị trí bát hương mà là nơi đặt bàn thờ. Đặt bàn thờ ở những nơi gập ghềnh hoặc khi đi lại khiến mái bàn thờ rung lên mới gọi là động. Đặc biệt cần lưu ý là sau khi mua bát hương về phải rửa bát nhang thật sạch sẽ rồi dùng rượu gừng để tẩy uế. Dùng khăn sạch nhúng vào đó và lau bát hương để tẩy trừ đi những uế tạp ở bát hương. Lau xong để ráo nước hoặc dùng khăn khô khác lau lại cho khô ráo. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.